Ok, hello, xin chào tất cả quý anh em đồng đạo Giang Lâm Chi Kỳ Zit và cũng như anh em server Đại Trung Nguyên. Như những comment hôm qua, buổi livestream hôm qua thì Khải cũng có rất là nhiều anh em góp ý về cái việc chuyển Nam Độc. Thì ok, chung đa số thì anh em cũng muốn Khải chuyển Nam Độc và như thế nào thì ok, hôm nay Khải cũng có chuẩn bị đầy đủ như hôm qua. Qua nói chung là đồ đạc đầy đủ với lại thiếu cái vũ khí. Thì Khải cũng đã chuẩn bị cái đao rồi. Cái đao này cho Nam Độc nha anh em. Đó. Rồi đao nói chung là top 30 bệnh sát đó, kháng hỏa quá đẹp luôn. Em đọc Khải mang vào thì đi lần đó chứ tuyệt vời em ơi. Ok, bây giờ thì Khải bắt đầu làm hình thức chuyển môn phái sang em đọc cho anh em xem. Vừa rồi thì Khải cũng đã cố gắng kề cho nó đủ kill 12x max kill em ơi. Max kill rồi Khải mới chuyển em đọc á, chứ hôm qua nếu mà đã max thì hôm qua đã chuyển rồi. Ok, bây giờ thì Khải sẽ chính thức chuyển sang em đọc cho anh em xem nha. Rồi anh em đang xem thì đừng quên để lại cho Khải cái video này một like, một chia sẻ để ủng hộ những video lần sau nha anh em ơi. Khải chiến thắng này vẫn là liên đấu đơn đấu nên là Khải sẽ chuyển Nam Độc và đánh cho anh em xem. Giao nộp tín vọng môn phái. Chuyển phái khác ngũ độc. Chuyển pháp đạo pháp thì cũng được. Tại vì nó cũng mát 2 kill này mày, nó cũng mát 2 kill rồi. Nên là chuyển đao hay chuyển gì cũng được. Tại vì tại vì Khải đã mát sẵn 2 kill rồi. Đó. Thì chuyển nó cũng mát thôi. Ok anh em. Bây giờ thì Khải sẽ chính thức lượm đồ em đọc và mang vào cho anh em xem nha. Để xem thử những set đồ của Khải có đủ 75 cộng 1 phòng thủ không. Nếu mà chân ngựa đủ 75 cộng 1 luôn thì đẹp. Giờ làm đồ anh em ơi. Khải bật con em đọc lên nhiều dẫn đồ qua đã. Hiện tại Khải đã trang bị cho mình một set ô lung nha anh em. Một set ô lung nha. Set ô lung với một gia truyền chú phượng, gia truyền khá tất cả này nọ khá đẹp. Để Khải chuyển đồ sang qua rồi Khải sẽ soi cho anh em xem. Bên này là ok rồi. Nhung tình bỏ qua này chặt rương này. Ê, quên bỏ đồ sang rồi. Rồi vô trận lần 2. Đồ, chút full đồ ai. Quên. Bên kia quên bỏ đồ qua này mà. Quyết chung chứ trái dư thành. Đã Khải chuyển đồ sang rồi, Khải sẽ cho anh em xem đồ Khải nha. Hôm qua anh em có xem livestream thì chắc chắn anh em cũng đã biết đồ như thế nào rồi. Thì Khải đã chuẩn bị một set ô lung. Thì bây giờ chỉ mang set ô lung vào thì bắt đầu chiến thôi anh em. Ok. Hiện tại cái áo thì 135 sức mạnh đúng không? Khải sẽ thành 135 luôn đi. Đó. Một set ô lung. Trời ơi, được rồi. Đủ 75 thôi, không được cộng 1 nha. Được Khải coi thử bao nhiêu phần trăm. Khải bỏ 24 ra. Không kết được. 46. Được rồi. 46 cộng với cái này là trừ âm rồi nha. Trừ âm còn 46 nè. 46 cộng với 48. 46 cộng với 48 nó sẽ ra 94. 94 là 75. Trừ ra 75 là 94. Trừ ra 75 là còn 19. Thiếu 1% nữa. Thiếu 1% nữa sẽ được 75 cộng 1. Ai xa. Thiếu 1% nữa sẽ thành 75 cộng 1. Hiện tại đang có trong người là cộng cho 75. Đang có trong người là 94 phòng thủ. Chưa được ở 75 cộng 1.
Chưa được bài công lần 1 chắc phải hãy chuyển sang nam rồi. Khải chuyển sang nhân vật nam rồi. Chuyển sang vào mặt nam thì được 75 cộng 1. À, đúng rồi. Chuyển sang nam sẽ được 75 cộng 1 nha nam. Lẽ cho để chuyển nam ta 4 kim. À, mang ngọc bội nhu tình. Nếu mà mang ngọc bội nhu tình thì kháng binh. Kháng hỏa nè. Kháng hỏa 58 hả? Khải sẽ mang một kháng hỏa 75 nè. Sẽ mang một ngọc bội nhu tình. Ê, ngọc bội hiệp cốt với lại một nhẫn kháng binh. Ok, chắc chuyển sang nam anh em ơi. Ok, chuyển sang nam luôn cho nó nóng anh em. Tầm này chuyển sang nam thôi. Nữ nữ không mang được cái ngọc bội hiệp cốt. Khải chuyển sang nam và mang ngọc bội hiệp cốt thì mới được 75 cộng 1. Chuyển sang nam thì hết tốn 4 kim nha nè, 4 kim nha. Rồi ok, đi chuyển sang nam thôi. À, đổi rồi à, ta chống cuộc sống này quá rồi, chuyển giới đúng rồi, chuyển nữ thành nam. Ok. Ok. Đó, như Khải tính không? Không lầm hay chưa? 75 cộng 1 em thấy chưa? Đó, nếu mà tầm này thì bảo đảm năm độc của Khải sẽ đánh khá là tốt. Tầm này thì đánh vô tư luôn em ơi. Máu được 6k. Rồi, kiểu này thì ba cháy luôn. Hiện tại điểm thì tí nữa Khải sẽ tăng sâu. Đó, cái này sẽ dư 15 kháng đẹp anh em ơi. Mắt đẹp luôn á, anh em thấy kháng đẹp không? Kháng đẹp vãi nồi luôn. Đồ 75 cộng 1 luôn, quá đẹp nha. Kháng đẹp quá anh em ơi. À, ok. Nói chung anh em cùng xem qua sơ đồ của Khải một lần nữa rồi trước khi Khải up cái video này nha anh em ơi. À, Khải trang bị cho mình một set ô lung. Anh em cùng nhìn sơ qua. Tại kháng của Khải khá là đẹp. Ô lung này, anh em nhìn sơ qua nha. Sẽ đu lung. Dây chuyền thì vĩnh viễn, còn lại là set đu lung là thời hạn. Cái đao, đó, cái đao cũng khá là đẹp. Kiểu này thì quá tuyệt vời luôn. Ok, người set lung cầu 10%. Người này thì khi nào Khải xuống ngựa thì sẽ mất hiệu ứng 10% nha em. Nhưng mà đa số thì cũng ít xuống ngựa thôi, không xuống ngựa nhiều đâu. Đó. Khải xuống ngựa thì mất đi hiệu ứng 10%. Khải lên ngựa. Đó, quá đẹp. Ok em, và bây giờ thì Khải up video. Anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ Khải một like, một chia sẻ, ủng hộ video này và cùng nhau đánh liên đấu với Khải nha em ơi. Tháng này Khải sẽ chắc chắn cố gắng và mong rằng sẽ được ủng hộ của anh em, sự ủng hộ của anh em sẽ giúp Khải đạt được liên đấu tháng này tốt hơn. Tháng vừa rồi thì Khải đứng hạng 6 anh em ơi. Đừng tháng vừa rồi thì Khải đánh đường môn hạng 6. Nói chung là đường môn vừa rồi thì thua Thiếu Lâm nhiều quá. Còn năm động này thì Khải nghĩ Khải sẽ không thua Thiếu Lâm đâu anh em ơi. Tại vì nếu mà Khải câu đam thì vẫn ăn Thiếu Lâm, không có thua Thiếu Lâm được rồi. Tại vì năm động nó đánh ít bị dính đam phản đam lắm.
Ok, bây giờ Khải bye bye anh em nha. Chúc anh em vui vẻ nha. Xem livestream đừng quên để lại một like và chia sẻ nhiệt tình nha anh em ơi. Ok, bye bye anh em. Chúc anh em vui vẻ.